Chào mừng anh em trở lại với kênh YouTube Hiếu Hiền.vn. Mình là Trường Lê. Thời gian gần đây thì mình cảm thấy là anh em đang dành rất là nhiều sự quan tâm cho cái dòng loa KC-Box KCX8 và KC-Box KCX9. Cũng giống như những dòng loa khác trên thị trường, nhưng mà tại sao KC-Box X8 và X9 lại dành được cái sự quan tâm cũng như là tạo được cái sự hấp dẫn đối với anh chị khách hàng như vậy? Thì bây giờ mình và anh em sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu 7 điểm trên loa KC-Box tạo nên cơn sốt trên thị trường. Điểm thứ 7 quan trọng lắm nên là anh em nhớ xem hết clip nha. Thứ nhất, thiết kế di động đẹp, độc, lạ. Em loa của mình sẽ có dạng là loa karaoke xách tay ha anh em. Ở phía trên sẽ được trang bị một cái quai xách cho mình nè. Và đây cũng là xu hướng của loa karaoke hiện đại nha anh em. Ngoài ra thì một cái thiết kế rất là độc đáo nữa chính là những cái củ loa bass, những cái củ loa chép, loa mix sẽ được lộ thiên, đặt lộ thiên ở phía bên ngoài như thế này. Rất là ấn tượng khi mà mình nhìn vào ha. Kết hợp với việc là chất liệu thùng gỗ và bên ngoài được bọc một cái lớp da, nên là mình hoàn toàn có thể sử dụng em loa để mà trang trí decor cho phòng khách. Điểm thứ hai, công suất mạnh mẽ. Với việc được trang bị 5 củ loa cho ra 3 đường tiếng, trang bị một loa sub cho tiếng bass siêu trầm, đi kèm là một bo mạch công suất 200W, trong đó 100W sẽ đánh cho loa bass và 100W sẽ đánh cho loa mix và loa chép. Ngoài ra thì em loa của mình còn được tích hợp đầy đủ các hiệu ứng echo, delay, reverb như này. Echo nè, 1, 2, 3, 4, tăng delay nè. Alo, 1, 2, 3, 4, đúng rồi, tắt hết delay, tắt hết echo, thêm reverb nè. Alo, 1, 2, 3, 4. Thứ ba, pin trâu dung lượng lên đến 15.000 mAh. Dung lượng 15.000 mAh thì 15.000 mAh sẽ tương đương với một cái bình ắc quy 15A trong một cái loa kéo 4 tấc anh em. Ở dòng loa KC-Box KC279 thì dung lượng của em nó là 10.000 mAh. Nói như vậy để anh em có thể thấy được cái sự chênh lệch về cái dung lượng pin giữa hai cái model loa. Và với cái mức pin trâu bò như vậy thì sẽ đảm bảo được cái việc đáp ứng cho cái mạch công suất hoạt động ổn định nhất anh em. Lần đầu tiên mà mình thấy được một cái cục pin của một cái em loa karaoke xách tay mà lớn như vậy luôn nè anh em. Cục pin này thì có dung lượng là 15.000 mAh nha anh em. Mà 1.000 mAh sẽ tương đương với 1A thì 15.000 mAh sẽ là 15A. Mà thông thường những cái em loa kéo công suất lớn mới sử dụng cái cục pin lớn như vậy thôi. Nhưng mà ở đây KC-Box KC-9 sử dụng loa cục pin này thì anh em biết là đỉnh cỡ nào rồi ha. Thời gian sử dụng thì có thể kéo dài từ 6 tới 8 tiếng. Nhưng mà hát karaoke làm gì từ 6 tới 8 tiếng, ai mà hát cho nổi, đúng không? Thứ tư, micro xịn sò. Anh em sẽ được trang bị một cặp micro UHF chất liệu là bằng vỏ nhôm màu đen rất là đẹp như thế này luôn nè anh em. Bây giờ mình sẽ tháo ra cái phần ở bên trong cho anh em xem nha. Để tạm ở đây cái micro đây đi ha. Rồi, mình sẽ tháo cái micro này ra. Chất liệu là bằng vỏ nhôm, anh em có thể nghe tiếng nhôm ha, cầm rất là đầm tay. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nguồn lên nè. Khi mà anh em mở nguồn thì màn hình LED sẽ sáng xanh lên, rất là đẹp ha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Để mình test cái này cho anh em coi, rất là hay nè. Chống hú rất là tốt luôn anh em. Mình để trực tiếp ở trước mặt những cái củ loa luôn nhưng mà nó vẫn không có hú rít ha. Ở một số cái dòng loa phổ thông thì mà khi mà anh em để micro chỉ vào những cái củ loa bass chép rồi đó thì nó sẽ kêu, nhưng mà ở đây thì nó sẽ chống hú tương đối, gọi là tương đối tốt luôn ha anh em. Đây mình thử lại nè. Đó, rất là tuyệt vời ha. Ngoài ra thì cái micro này nó còn có chức năng là ngắt tự động nữa. Đó, khi mà anh em không sử dụng thì micro nó sẽ tự động ngắt tín hiệu đi. Từ đó thì tiết kiệm pin hơn ha. Em micro này sẽ sử dụng pin là pin 2A nè anh em. Đó, pin 2A, hết pin thì mình cứ thay pin khác thôi. Ngoài ra thì một cái chức năng khá là xịn sò mình thấy trên thân micro này rất là hay nữa, đó chính là tăng giảm trực tiếp âm lượng trên thân micro. Đây mình test thử ha. Ở đây thì mình sẽ có hai cái nút tăng giảm âm lượng nè. Đó, hai cái nút tăng giảm âm lượng anh em thấy không? Giờ mình sẽ test thử giảm âm lượng nha. Alo, 1, 2, 3, 4. Đó, cái âm lượng giảm ha, tăng lại nè.
1, 2, 3, 4. Đó, rất là xịn ha. Ngoài ra thì mình còn có một cái nút set tần số ở đây nè. Đó, một cái nút set tần số, mình có thể set được tần số của micro ha. Ở trên màn hình LED này sẽ hiển thị tần số nè, mức pin rồi, cột sóng nè. Đó, rất là đầy đủ ha, một cặp micro rất là xịn sò. Thứ năm, sử dụng công nghệ Bluetooth 6.0 cho kết nối nhanh chóng, kết nối ở khoảng cách xa và âm thanh được truyền tải một cách chi tiết. Anh em thích chơi guitar không? Nếu anh em thích chơi guitar thì điểm thứ 6 này chính là cái điểm mà anh em sẽ rất là thích, tích hợp cổng cắm nhạc cụ. Điểm thứ 7 chính là khuyến mãi, chính sách bảo hành và địa điểm mua loa đáng tin cậy. Về chương trình khuyến mãi thì khi mà anh em mua Casio X8 và Casio X9 thì mình sẽ được tặng kèm một cái đầu bọc micro nè, để lọc tạp âm tốt hơn nè, một cái giá sạc điện thoại nè, hai miếng chống lăn nè, rồi một cái bộ pin sạc trị giá gần 400.000 đồng, rất là giá trị luôn ha anh em. Về chính sách bảo hành và đổi hàng thì trong vòng 7 ngày nếu mà anh em mua em loa này về mà cảm thấy là mình chưa ưng thì mình có thể mang đến cửa hàng để mà đổi sang một cái sản phẩm khác ha. Ngoài ra thì nếu mà trong quá trình sử dụng em loa này gặp những vấn đề trục trặc về mặt kỹ thuật thì anh em cứ alo vào cái số điện thoại mà mình để ở trên màn hình đó, hoặc là có thể mang loa trực tiếp đến cửa hàng để mà bên mình tiến hành bảo hành cho anh em ha. Hiện tại thì cửa hàng Hiếu Hiền có hai chi nhánh chính. Thứ nhất là 1A Bắc Hải, phường 15, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là 263A Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Anh em có thể tìm đến địa chỉ hai cửa hàng này để mà mình chọn mua những cái sản phẩm, những cái em loa phục vụ cho nhu cầu ca hát của mình ha. Vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho anh em một số điểm tạo nên cơn sốt trên thị trường loa đối với dòng loa Casio KCS8 và Casio KCS9. Có thể là còn một vài điểm thiếu sót để mà nói lên cái sự hấp dẫn của dòng loa này đối với anh chị khách hàng. Thì nếu mà quý anh chị có những cái đóng góp nào dành cho em loa này thì mình có thể để ở dưới bên dưới phần comment ha.